của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOOM. Đến giờ em mới nhớ là quên cái túi à? Không biết tới khi nào em mới chữa được cái tật này. Mày, đồ khốn nạn, mày cụ tộc, khốn nạn, tao đã cảnh báo mày rồi, mày phải tránh xa vợ con tao ra. Mày định thi tao à? Mày định cướp vợ con của tao à? Hả? Lần sau tao gặp, tao biết chết mày, biết chết mày. Sữa tươi công thức dinh dưỡng cho người lớn tuổi đầu tiên tại Việt Nam, nâng cao sức khỏe tổng thể cho người lớn tuổi. Giờ mẹ ra quán nha. Dạ. Con nhà nấu cơm đi, rồi mẹ dẫn bé ăn về luôn. Dạ. Alo. Cô phải biết rằng tôi làm việc này là vì cô. Mày, tao không mày chết này. Mày, tại sao tao nói mày rồi mày không nghe hả? Mày, cô nghe rõ chưa hả? Mày, lần này tao chỉ cảnh cáo, lần sau tao giết chết nó. Alo. 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 Lần này tao chỉ cảnh cáo, lần sau tao giết chết nó. Anh Minh. Anh Minh. Anh Minh. Anh Minh. Anh ơi, anh có sao không? Anh ơi, em gọi cấp cứu đi anh Minh ơi. Anh có sao vậy? Anh không sao đâu. Được rồi, gọi cấp cứu. Nằm chút là hết thôi. Anh bị đau chỗ nào vậy? Không sao mà. Không sao đâu. Anh đau nhiều lắm không? Để em coi thử coi. Được rồi. Được rồi. Em yên tâm đi, anh không sao đâu. Yên tâm đi. Không sao mà. Em xin lỗi. Tại em mà anh mới bị như vậy. Em là một con hồ đậu, lúc nào cũng phá hỏng mọi thứ. Khờ quá, đừng có nói như vậy. Bây giờ còn mang rắc rối tới cho anh nữa. Tại em anh mới bị như vậy. Tại em. Coi thử anh có đau chỗ nào không? Em xin lỗi anh, em không có muốn như vậy. Em xin lỗi. Anh bị đau chỗ nào? Em xin lỗi. Em nhắn để nhắc chị, mình có buổi họp phụ huynh cho bé An vào 12 giờ trưa nay. Nếu được, mong chị và ba bé An có thể cùng đến. Bây giờ anh lên tòa nha. Có vấn đề gì á thì em gọi cho anh. Anh ơi, trưa anh cho em đi ra ngoài khoảng 1-2 tiếng nha, xong việc em về liền. Em tính đi đâu vậy? Dạ em đi lo chuyện riêng thôi, không có quan trọng. Nào, đừng có nói với anh là liên quan tới ba của bé An nha. Không có. Thật không? Ừ, được rồi, em cứ đi đi. Nhưng mà nhớ nè, ra đường á, nhìn trước nhìn sau, đi đứng cho cẩn thận, chứ lại nhớ khóa cửa nha. Tôi xin lỗi cô, vì tôi còn nhiều thiếu sót quá, chưa làm tròn bổn phận của một người mẹ. Tôi sẽ quan tâm bé nhiều hơn, và tôi mong là cô cũng quan tâm bé. Chị bình tĩnh, gì cũng không nghiêm trọng đâu. Tôi là cô giáo của bé mà, nên tôi sẽ hết sức mình. Nhưng mà hy vọng rằng là phía gia đình sẽ phối hợp với nhà trường thì tình trạng của bé sẽ được cải thiện hơn. Tôi cũng mong như vậy. Cảm ơn cô. À, mà hôm nay ba của bé An bận nên không tới được hả chị? À, dạ. Anh Minh. À, xin lỗi cô giáo. Lúc nãy tôi có việc cho nên là tới hơi trễ. Dạ. Con gửi cô danh sách sản phẩm bán chạy nhất của quý. Đã xong rồi. Dạ.
Dạo này nhiều việc như vậy, chắc là con mệt lắm phải không? Dạ, con không sao ạ. Nhẫn cầu hôn hả? Dạ, anh Khang vừa tặng con tối qua. Nhân đây, cô cũng có tin vui muốn thông báo. Cô sẽ thăng chức cho con. Dạ, thiệt hả cô? Lần này con sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa đó. Dạ, con sẽ cố gắng hết sức ạ. Con sẽ không làm cô thất vọng đâu, cô cứ yên tâm. Cô tin mi mà. Cô vẫn biết là con làm việc ở nhà máy sẽ hợp hơn là ở văn phòng công ty, đúng không? Dạ. Vị trí trưởng phòng sản xuất ở nhà máy đang trống. Suy đi nghĩ lại, cô thấy mi là người hợp nhất, vừa có năng lực, vừa có kinh nghiệm. Dạ. Cô lại muốn tìm cách chia rẽ con và anh Khang à? Cô tin là con sẽ làm tốt việc này. Nhưng nếu như con có suy nghĩ gì khác thì cứ nói. Dạ không ạ. Vậy thì tốt rồi. Ngày hôm nay con cứ bàn giao công việc ở đây và đi nhận việc mới luôn đi. Cô sẽ nói với Lam Anh. Dạ. Thì ra là như vậy. Chắc là bé An nhớ ba nhiều lắm nên mới nhờ anh đây đóng giả ba mình. Bé An. Ba mẹ. Dạ ba mẹ. Chào cục cưng của ba. Nè. Thôi hả? Diễn sâu vô, diễn sâu vô cho mấy bạn thấy mình đang hạnh phúc. Cục cưng của ba nên học vui không? Dạ vui. Hôm nay sao cục cưng của ba nặng vậy hả? Bộ mới tăng ký hả? Dạ không, con đâu có bự ra đâu, mà xương con bự ra mà. Ồ, xương bự mau quá ha. Thôi đi ăn thôi. Thôi mình đi ông xã. Đi ha. Dạ. Con muốn ăn bò viên, nhiều bò viên, càng nhiều càng tốt. Để mẹ mua hết cho con ăn luôn nha. Cho ăn hai tô phở bò viên luôn, chịu không? Dạ, chịu. Ăn hết nha cho mau lớn. Dạ. Giấc mơ của mẹ xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOON.